Mến chào tất cả quý vị khán giả nha. Chiều hôm nay ngày 8 tháng 7 năm 2023, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái tiến độ mới nhất của Cầu Mỹ Thuận 2 cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Sau bao ngày chờ đợi thì hôm nay ở trụ T14 phía Bình Bò Tiền Giang thì hôm nay thì các anh đã tiến hành bơm bê tông vào cái trụ T14 ha, thì cái khối lượng bê tông gần 700 mét khối bê tông ha cả nhà ơi, rất là khủng khiếp luôn ha. Thì có hai đơn vị phối hợp với nhau để mà bơm bê tông, đó là ở dưới sông, đó là trạm số 6 của công ty bê tông Đường Thủy, còn trạm ở trên bờ đó là công ty bê tông Tấn Hiền ha. Thì có hai xe vươn hai cần lên, còn ở dưới sông thì các anh dưới xà lan đó thì các anh bơm cũng hai ống luôn ha, thì có bốn ống bê tông vào trụ T14 cả nhà ơi, rất là đông vui nhộn nhịp và ở trụ T14 nhìn rất là hoành tráng luôn ha. Vậy thì cái quá trình bơm bê tông vào trụ T14 chiều hôm nay như thế nào thì bây giờ mời tất cả quý vị khán giả, tất cả các cô chú anh chị cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nha. Thank you.
Thank you.